hả? Cho tiền không mừng mà cho nước mừng lắm. Thôi hả? À, cho nước là mừng hết vía luôn á. Trời ơi, thế gì cù queo hết rồi chưa mấy cái đó. Cô bác anh chị có thấy không? Anh Đồng thấy không? Máng xối ở trước nhà, máng xối ở bên hông nhà và máng xối khắp nơi. Là ai cũng bơm 100 ngàn khói vậy đó, xài tiết kiệm á. Đó, có nước rồi, có nước rồi. Nước đã về đến buôn làng rồi. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Sau đoạn video clip trước, ta chứng kiến cảnh người dân phải đứng dọc đường để mua nước đem về sử dụng, thì ngày hôm nay Bùi Hồ và anh Một Đồng đang có mặt tại một trong hai ngôi nhà dân tại ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và chúng ta thấy được rằng ngôi nhà này chỉ toàn là máng xối cô bác quý anh chị. Máng xối ở trước nhà, máng xối ở bên hông nhà và máng xối khắp nơi. Vì người dân ở đây á, họ quen sống với lại cái cách dự trữ nước vào những mùa mưa, nên ngoài máng xối thì người dân nơi đây còn dự trữ những thùng phi cỡ lớn để chứa nước sử dụng vào những mùa khô. Và cô bác quý anh chị qua đây, đây là những thùng phi chứa nước cỡ nhỏ và đây là những thùng phi chứa nước cỡ lớn. Một thùng phi như thế này có khối lượng nước dự trữ trong đây là 3 khối đó. Thì ngôi nhà của anh chị này có khoảng 5 thùng phi, là khoảng 15 khối nước dự trữ cho những ngày hạn hán. Với cái cuộc sống vốn dĩ quen với vùng nước mặn nên việc dự trữ nước là một điều khá bình thường. Tuy nhiên, vì sao ngày hôm nay Bùi Hồ lại chia sẻ hình ảnh người dân ở đây họ dự trữ nước với những cái thùng phi như thế này? Vì ở thời điểm này miền Tây vào độ tháng 4, nắng nóng, hạn hán và hạn mặn làm cho cuộc sống của người dân đã vốn đổi khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt, khó khăn vì thiếu tiền mua nước. Và người dân ở đây họ phải tốn chi phí hàng ngày, mỗi một lần mua nước như vậy để bơm đầy cái phi này tốn khoảng 300 ngàn cho một khối nước. Và một phi nước như thế này là 3 khối thì khoảng, một khối nước là khoảng 100 ngàn, 3 khối như vậy là khoảng 300 ngàn. Và người dân có chia sẻ rằng hiện nay tình hình đánh bắt rất là khó và người dân đi biển đôi khi không có lời mà chỉ để dành tiền mua nước và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và đây là chị hai chủ của ngôi nhà này, chồng hiện nay đang đi biển đánh bắt cả ngày lẫn đêm chỉ 300 ngàn. Vậy để tìm hiểu thật hư cái câu chuyện người dân mua nước 100 ngàn đồng một khối để sinh hoạt với cái tình hình hiện tại đã kinh tế gặp khó khăn, mua nước để sử dụng là một điều càng khó khăn hơn. À, anh đâu rồi chị? À, anh đi làm biển thôi em. Anh làm mỗi ngày là được bao nhiêu tiền? À, làm ví dụ như là từ 12 giờ cỡ 12 giờ rưỡi 1 giờ là tới sáng khoảng cỡ 12 giờ vô thì cào như vậy thì ảnh có khi được 300, có khi 350 một đêm vậy đó. Là một đêm là khoảng có đồ á, có nghĩa có đồ là... nếu được thì 400, còn không có thì chừng 300, có khi 250. Là làm 12 tiếng. 12 tiếng. Dạ. À, em với lại anh Một Đồng hôm nay có mặt tại nhà chị vì hỏi cái tình hình cuộc sống hiện tại của mình như thế nào. Anh lao động, còn chị làm cái công việc gì? Chị thì đi làm, nhưng mà bây giờ ảnh đi làm thì chị ở nhà cơm nước rồi ở nhà vậy đó. Có bữa thì chị đi làm ở trên Đồng Nai á. Rồi bữa nay anh đi làm thì chị về, chị để chị coi nhà cửa rồi cho ảnh đi. Anh đi làm xa không? Làm ở dưới Cà Mau rồi. Kiên Giang là một vùng biển, thành nữ hải sản bây giờ ở đây cũng gần như cạn kiệt, phải đi xuống tận Cà Mau để mà đánh bắt. Đúng rồi, ở đây đi, bắt mà không có, nói chung là nó không có nhiều, chạy thì nó lỗ, thành ra ảnh phải đi cào mướn cho anh ta, chứ còn ở nhà cũng có vải mà là không có được, không có xanh. Mấy ngày qua thì ở đây có mưa không chị? Không có mưa một miếng nào luôn, bị hạn nó rồi không có nước đâu, đây toàn là bơm nước xài, ở đây nguyên sớm là ai cũng bơm 100 ngàn khối vậy đó, xài tiết kiệm á. Không có nước. Mỗi một khối như thế mình xài được bao nhiêu ngày? Ví dụ một khối như vậy mình tiết kiệm lắm thì khoảng được 2 tuần. Còn nếu như còn không mình xài xà lá thì chừng tuần mấy là hết rồi. Một tuần là mất 100 ngàn thì mỗi tháng là mất khoảng 400 ngàn. Cho chi phí sử dụng tiền nước thôi. Tiết kiệm đó nha. Tiết kiệm, chưa sử dụng tiền điện nha. Đúng rồi, điện thì riêng đó. Nắng nóng thì phải có máy quạt, đúng không? Liên tục rồi thành thử là cũng phải có luôn máy lạnh.
Không có máy lạnh thì nhà như chị hai thì phải có tủ lạnh đúng không, để uống nước có đá. Tủ lạnh có dạ. Tủ lạnh thì em với anh một đồng thấy là nhà mình có tổng cộng là bao nhiêu phi nước chị? Hồi trước ảnh tới 9 phi lận. Xích qua đi chị, 9 phi lận. Mỗi một phi như thế là bao nhiêu tiền ha? Một phi như vậy là nếu mà mua là ba triệu mấy một cái á. Trời ơi. Còn một khối một cái vậy là 3.000 lít là ba khối. Ở nhà mình là hiện nay các phi này gần cạn nước hết rồi hả? Cạn hết rồi, cái này là cạn hết rồi, không còn cái nào hết trơn. Chị định là hôm qua định kêu nước bơm mà nước ở đây mỗi lần bơm là mình kêu cực lắm. Là nó phải hẹn mình hả cả ngày, có khi không có nước luôn, phải đợi nó có nước rồi mình là mới xài. Hiện nay là mình còn được mấy phi? 6 phi hả? 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái gì á. 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái lớn. 6 cái lớn. Hiện nay nhà của chị hai được đang cất một cách rất là tạm bợ và chấp phá bởi những cái tấm tôn cũ. Đúng tuy rồi, nhiên đúng chắc rồi. Có lẽ là tài sản quý giá nhất đó là những cái chiếc phi nước như thế này đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Mỗi cái là 3 triệu thì 7 cái là 21 triệu đồng. Nó gần bằng như phân nửa cái chiếc nhà. Đúng nhưng rồi. Mà không có nước thì sao sử dụng được? Đúng rồi, phải có nước, không có nước là đâu có sử dụng được. Mua nước một lần vậy mình thấy mình sót tiền dữ không? Chứ trời xài mà cứ như 100.000 khói, 3 khói là 300.000. Mà làm thì không ra tiền nữa, bởi vì xài tiết kiệm lắm. Thà ăn thì không tiếc mà xài nước tiết kiệm. Không có nước ở đây khổ. Ấn gầy là trong mưa dữ không? Trong lắm, trong luôn á mà không có mưa nổi. Sao năm nay năm hạn hay sao? Nhưng mà em thấy nhà mình là từ trước sau đều sử dụng những cái máy máy tôn á, đều lắp những cái mang xối hết. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây là toàn bộ ai cũng vậy hết trơn. Để mưa, nhờ nước mưa mà. Đúng rồi. Sống nhờ nước của trời cho đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Ở đây thì giáp dòng cái căn nhà của chị là đều lắp những cái máng xối toàn bộ hết luôn. Đúng để rồi. Mà dự trữ nước mưa. Đúng rồi. Rồi mình ở đây mình có máy giặt gì không? Không, có máy nước ngọt đâu mà xài máy giặt. Ở đây xài tay không hả? Chỉ là giặt tay vì máy giặt không có nước để mình sử dụng. Đúng rồi. Mà nếu như mà sử dụng máy giặt thì không hao điện mà lại rất là hao nước. Đó là nữ sử dụng máy giặt nữa thì không biết bao nhiêu tiền nữa. Mỗi một tháng là tốn 1 triệu tiền nước là chuyện bình thường. Ở đây bà con ở đây nói chung là người ta xài bằng nước đổi hết. Nguyên dãy này luôn. Năm vừa rồi thì so với năm nay thì chị thấy năm nay là... Năm nay là năm nay năm hạn nhiều nhất. Tại đáng lẽ là mưa sớm mà sao năm nay không có mưa. Nhưng năm nay đáng lẽ là mưa sớm mà chưa mưa đó. Một cái thùng phi đó là cạn nước hết rồi hả chị? Cạn hết rồi. Cho em coi được không? Coi đi, cạn hết rồi nè. Mình phải leo lên. Leo lên, bắt thang leo lên bắt hả? Bắt thang leo lên giờ. Thang nè. Sáu phần đều cạn kiệt hết rồi. Khỏi coi đâu, em dỗ vô cái thùng phi là biết nè. Đó, cái thùng không. Thùng không nó mình dỗ nó. Nó không kêu. Cái này kêu bập hết nước rồi. Đây là có một cái thùng này anh Một Đồng. Hả? Hả? Hù queo hết rồi, chưa mấy cái đó. Cô bác anh chị có thấy không? Anh Đồng thấy không? Nó cao quá. Thấy nè. Có đứng không? Nè, cái thang nè. Không. Nè, chị lấy cái thang cho em leo lên. Nè, anh leo đây lên. Nè, cái bự nè. Leo đi nè, nè em leo đi. Cái thang mất đất vậy. Không có nước đúng không? Trời ơi. Hết nước luôn rồi. Thì đã nói hết nước. Cạn nước luôn rồi. Bên đây cũng hết luôn không, rồi. Không luôn, hết nước rồi. Mà để bơm hết. Nói chung là mình bơm hết, mình xài hết rồi, bây giờ là không có nước, đợi mưa đó. Bơm hết 7 thùng này là tốn bao nhiêu tiền? Trời ơi, 3.000 lít, 3 khối thì em tính đây 7 300. Thùng hết nhiêu? 2 triệu mốt. Một thùng là 300.000. 7, 3, 2 triệu mốt. Ừ. Trời ơi. Thì đó, nếu mà bơm hết vàng này tiền không á. Nhưng mà nếu mà xài nước thì chắc đâu có lẽ là chị đâu dễ gì bơm hết vậy. Mình chỉ dự trữ. Trời ơi, tiết kiệm mỗi lần bơm chừng khối hai khối thôi. Dạ đúng rồi. Rồi xài hết rồi mình bơm nữa chứ nữa. Đâu có tiền đâu. Bơm một lần vậy. Những cái thùng này tức là chị để là dự trữ cho khi mưa. Trời, đúng rồi, đúng rồi. Chị thôi. Ở đây bà con ở đây người ta dự trữ bồn nhiều là để mưa. Dành là mưa xài cả năm á. Còn không mưa là chết queo luôn. Nhưng mà là chuyện nước là cứ liên tục những đúng rồi mưa nó chảy vô phải nói là cái khó thì nó có khô và cái hạn thì nó làm cho người ta không có nước luôn. Đúng rồi, đây là cái gì chứ, nước là khổ lắm. Ở đây nhà nước người ta nói luôn là hộ ít quá người ta không vô, tại vì tốn tiền nhiều quá, mỗi tốn đường dây mấy đúng không? Chục gia mấy chục triệu thì ba người 30 triệu đâu mà vô nổi. Thôi bây giờ mình bán công phi mình mua dây nước.
Ở đây khổ về ai cũng khổ về nước hết trơn. Ở ngoài là chỉ sử dụng nước nước người ta bơm thôi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hết nước là đã bao lâu rồi? Hôm trong Tết tới giờ á là 4 tháng rồi. Ừ. Trong Tết là đâu có nước đâu. Thôi, em biết là từ tháng 10 là ổng cắt lượng mưa luôn cho đến bây giờ đó. Ừ đúng rồi, đúng rồi, tới giờ đó. Là chị bơm nước không đó, bơm nước xài không á. Một khi mà mẹ thiên nhiên giận dữ thì người dân chỉ có điêu đứng thôi, đúng không? Nên là để sống là phải hòa mình với thiên nhiên. Những năm vừa qua thì cô bác quý anh chị biết là tình hình biến đổi khí hậu nè, sự nóng lên của hệ mặt trời đó, nóng lên của mặt trời đó, rồi trái đất càng ngày càng nóng lên, nên là nữ là người dân ở miền Tây họ cảm thấy khát nước khi mà họ sống ở trong cái cảnh miền sông nước. Cô bác của chị biết là miền Tây là 6 tháng nắng 6 tháng mưa mà, nên là nữ là mưa là nước sử dụng không bao giờ hết. Nhưng mà đây là một trong những cái tình hình hạn hán khốc liệt như thế này, và người dân miền Tây phải chịu cảnh khát nước khi mà họ sống ở một cái cảnh miền sông nước, mà đặc biệt là ở cái vùng mưa nhiều như thế này nữa, là một điều khá là hiếm hoi ha. À, bây giờ chị mỗi lần mà mưa là mừng lắm, mừng hết lớn luôn để có nước ăn xài. Ừ. Mà không có mưa, hôm nay hạn quá. Có bao giờ hỏi mượn tiền mua nước không? Có chứ, lúc làm lúc nhiều khi anh hai nè, anh chồng chị nè, để chị đi làm ở trên Đồng Nai đó. Rồi anh ở nhà anh cũng có tiền đâu, đổi nước thiếu đó. Ví dụ hai khối 200 thì ảnh có 100 mà thiếu lại nợ 100. Chứ còn mượn thì cũng có, nhưng mà mình nghĩ ảnh đi mượn thì cũng có, ta cho mình mượn thì cũng trả, nhưng mà cái ông đó nói thôi tôi đổi cho chú rồi, có gì mai chiều chú gửi tôi cũng được. Trời ơi trời. Đổi nước thiếu luôn. Đổi nước thiếu. Rồi chị về rồi chị trả. Hổm chị kêu ba khối vô là chị trả cho người ta. Tại vì ở nhà ảnh cũng khổ, đâu có làm gì đâu. Nói chung là ông xã chị á, ổng biển thì giờ nó không có xanh con sò con gì hết trơn á, ra nhà cũng không có buôn bán gì được, rồi ảnh cũng không có làm gì ra tiền, rồi chị đi làm, rồi giờ chị về thì ảnh đi ra biển, anh đi làm điện đêm về cực lắm, có 300, có khi 350, khi 400 tùy bữa. Làm xuyên đêm luôn. Sáng đêm á. 12 giờ tối cho đến 12 giờ trưa. Ừ. Mà làm giữa biển. Giữa biển, bây giờ hiện giờ là ổng đang khơi khơi ngoài giữa biển kìa. Ổng ở Cà Mau ở giữa biển. Đối với nhiều người có điều kiện kinh tế thì 300 ngàn họ có thể thưởng thức một cái tô phở trong vòng 15 phút. Nhưng mà đối với những người khó khăn thì 300 ngàn họ phải đi cài xuyên đêm. Ở trong cái điều kiện rất là khắc nghiệt, giữa đêm lạnh rồi thậm chí là sóng biển rồi ăn uống không đầy đủ nữa. Rồi thức khuya mà nghe nói là anh hai là năm nay là cũng 60 mấy tuổi rồi. 63 tuổi rồi. Anh lớn rồi, lớn tuổi rồi. Để bao nhiêu anh đi làm chứ không có anh ở nhà anh phỏng vấn rồi anh nói cho nghe. Để bao nhiêu đó thì cô bác quý chị mới hiểu được cái tình hình hiện tại ở miền Tây vào thời điểm nắng nóng nó khắc nghiệt như thế này. Và anh một đồng có thể lia máy sang bên kia. Đây là đó. Những cây mắm. Cây đước chứ. Đây là những cây đước, và thậm chí là dưới những cây đước kia những cái lá nó bị cháy luôn rồi. Đúng rồi, nó khô quá nó chết hết trơn rồi kìa. Nó nắng quá nó chết. Nắng quá không có nước chết luôn. Nắng quá nó chết á. Trời ơi, đi ra sao tí xíu rồi cô bác anh chị. Nắng quá. Ngôi nhà cắt mà không làm sao tính thiết kế, không phải là cho nó gió nhiều mát, mà thiết kế làm sao cho nó hứng được nhiều nước là tốt. Đúng, đúng không? Rồi, một đó về cũng phải hứng nước nè, hứng nước để chảy vô xài nè. Đó. Rồi ở xa hông cũng vậy luôn. Nói chung là chỗ nào mà được nước là mình cứ làm cho nó chảy vô. Anh hai anh chỗ nào anh cũng gắn cái bồn, gắn cái nước. Đều có măng xối hết và đúng có rồi. Những cái bồn nước để dự trữ nước mưa. Chảy. Nhưng mà tất cả các bồn đều cạn nước hết nha. Cạn queo hết trơn rồi nè. Nè có queo hết trơn rồi nè. Có nước đâu. Không còn một giọt nước luôn hả? Trời trời, thấy cái cảnh này thấy... Bởi vì xài nước khổ lắm. Thiếu nước. Theo ở bên Hồng cảm... anh hai cũng ấy mắng xối luôn hết, chỗ nào ông cũng làm hết trơn. Cảm nghĩ của em khi đến đây á, tại vì em với Hồ đồ gì ở Đồng Tháp và An Giang thì cái vùng đó lại có nước ngọt á. Có lẽ là trong những lúc mà ôi bức nóng nực như thế này thì có thể là một ngày mình tắm 2-3 giác nữa. Còn này em? Hả? Đúng ngày chắc tắm 1 giác. Đúng rồi. Một ngày chỉ tắm 1 giác thôi. Em biết không, ảnh cũng kêu người ở dân người ta cũng làm giếng á, mà ở đây nước mặn. Rồi xuống đá không à, không có khoan được. Chứ không thì mình cũng khoan giếng á, để mình xài mà không có được. Khổ không? Đúng rồi.
ở đây khoan xuống đá không? Đá trúng đá ngầm rồi gì không? Đúng rồi, đá được. Với nước mặn, không có nước, nước tức nó lên sâu không có lắm mới có được nguồn nước ngọt. Mà có xuống cạn, sâu thì đá. Xuống sâu thì đá khoan không được. Đúng nhưng rồi. Mà cạn thì vẫn lấy lên là nguồn nước mặn thì đâu đúng xài rồi, được. Đúng rồi, đúng rồi, tại đây là đá đúng không nè, em thấy núi không? Đá núi không đâu có khoan được. Chứ khoan được thì là khoan lâu rồi. Cây cối thì trơ trụi, người ta thì thiếu nước. Điều kiện kinh tế mà không có tiền, mà phụ nữ như chị Hai ở nhà có một mình thôi thì không thể nào chở nước được. Buộc lòng là phải mua nước với 100 ngàn một khối để cho người ta chở lại. Mà để xài tiết kiệm thì một khối đó xài 2 năm tầng. Nay á em là rẻ đó, chứ năm ngoái năm kia hơn 120 một khối á. 120 ngàn một khối chứ. Bây giờ điều kiện kinh tế quá khó khăn đúng không? Ừ, đúng rồi. Nước khó khăn lắm. Đúng rồi, vừa qua mà mình có chia sẻ về cái clip mà mua nước ngọt tại đường mà chở bằng can đó. Thì ông chú chia sẻ là những người phụ nữ như thế này mà đến đó chở, có những người phải nhiều khi hên đó, chứ không thôi bỏ mạng luôn. Bỏ tại mạng. Vì nước nó lóc sóc rồi chạy nó lạc đúng tay rồi, đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi té dọc đường. Và một tí xíu nữa đây thì cô bác quý anh chị sẽ chứng kiến được cái hình ảnh của đoạn video clip sau. Và chú kia sẽ chở nước vào mình với anh Mộc Đồng á. Có dự định là hai anh em sẽ hỗ trợ cho khoảng 3 khối nước cho nhà chị Hai. Tuy nhiên là coi cái chú kia này khoảng chiều gần chiều mới chở, và chỉ có thể hỗ trợ cho nhà chị Hai được một khối nước trước tiên đi. Và anh em sẽ tính tiếp đúng ha anh Mộc Đồng. Còn bây giờ thì hai anh em mình sẽ qua một ngôi nhà kế bên. Đó là ngôi nhà cũng sử dụng nước khá là nhiều, và hỏi một tháng chi tiêu bao nhiêu tiền. Mấy cái người nước mà người ta đi chở nước á, ở đây nè, người ta sẽ nói cho trời ơi đi chở nước cũng cực lắm. Có lúc đi lấy nước không có nước luôn. Tại vì dân ở đây người ta xài nước, người ta muốn hỗ trợ để người ta chở tới cho xài, mà không lấy nước được thì phải chịu thôi, rồi phải chờ. Chờ để có, ví dụ bữa nay không có nước thì phải ngày mai mới có nước, thì phải đợi ngày mai có nước rồi mới xài. Không dám rửa chén mà cô không dám giặt đồ. Ăn uống thì tiết kiệm không à, bởi vì cực lắm. Đôi khi đâu nóng chén, nguyên nóng đồ để gom lại. Mình tự nhiên cảm thấy được may mắn được sinh ra ở một cái nơi, cái vùng mà rất là nhiều nước ngọt đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Không có mưa thì mình vẫn còn có nước cây sử dụng, hoặc là nước ngọt ở dưới sông sử dụng được. Còn đây là khô luôn, cô chết luôn. Chết khô luôn. Nghe chị Hai vừa nói vừa ngậm ngùi ha. Bây giờ mình sẽ qua nhà kế bên ha. Rồi nhà kế bên đi, nhà kế bên đó hả cũng vậy luôn đó. Ở đây dạ, nguyên sớm luôn. Là cô bác quý anh chị biết được rằng cái tình hình nước ngọt ở cái vùng Kiên Lương, Kiên Giang này nó cực kỳ khó khăn như thế nào. Người dân sử dụng nước phải cực kỳ tiết kiệm, không được sử dụng máy giặt nè, không được sử dụng phung phí, vì nước hiện nay nó rất là quý, phải mua bằng tiền. Và nước ngọt ở vùng, những cái vùng như ở trên Bùi Hồ hay Một Đồng sử dụng chỉ có khoảng 7.000 đồng một khối thôi, thì ở đây là gấp khoảng khoảng hơn 10 lần. Có nghĩa là khoảng 100 ngàn một khối nước sử dụng cho cả một tuần lễ nếu như tiết kiệm. Đó là những người có điều kiện, họ có điều kiện mua nước và họ có điều kiện để mà sinh hoạt nhiều. Còn đối với những nhà không có điều kiện như nhà chị Hai thì là một điều gì đó rất là khó khăn để dành dụm cái số tiền mua nước. Và ngày hôm nay thì tiếp tục Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với anh Bột Đồng gặp một ngôi nhà cũng sử dụng nước rất là nhiều ngay tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Đó là nhà của Tú. Tú ơi! Tú ơi! Đó. Mình sẽ đi đến cái hộ tiếp theo nha cả nhà. Anh em mình được may mắn là biết được những nhà hộ dân ở đây ha. Qua đây đi Tú ơi. Tú là làm cái nghề là nuôi trồng thủy sản rồi trồng đánh bắt nữa. Có cái này bán cá có bóng mú được không? Dạ hả? Dạ. Cũng có những cái thùng nước luôn nha cô bác anh chị. Ở đây là vậy đó. Cho anh đeo cái mic cái ha, ngồi đi. Rồi ngồi dạ, đi đó. Dạ. Đây là anh chào em. Dạ. Mấy ngày nay là anh với lại anh Một Đồng ở An Giang đi xuống đây nè. Dạ. Thì biết là cái tình hình hạn rất là nhiều, thì không biết mình sử dụng nước mỗi một tháng mình sử dụng không bao nhiêu tiền nước ha. Nói chung thì theo mình xài ít nhiều. Là có lúc thì mình xài nhiều thì một tháng cần cả triệu gần tiền nước á. Một tháng á hả? Dạ, tại vì xài tắm rửa rồi mấy đứa nhỏ nó đâu như mình tiết kiệm đâu. Xài một đổi một khối 100 ngàn mà cỡ này đổi hơi khó nữa.
tại nước nó mua ở trong hồ hết á. Đổi bây giờ đó là điện trước. Ở trên hồ hết nước luôn. Dạ, giờ hồ nó cũng muốn hết nước. Bởi vì mấy cái xe nước nó đi đâu ra ngoài Kiên Lương vậy lấy gì á. Đi xa lắm ha ông ơi. Dạ. Tại vì ở đây là mấy trong hồ trong núi chứa đó để dành đổi với cấp nước đó là nó muốn cạn rồi. Rồi bởi vì người ta không ấy, người ta đi đâu tới Kiên Lương gì hết vậy. Bởi vì mỗi lần mình điện là lâu lắm. Đó, chị Hai điện hồi nãy đó là tới 12 giờ mới có đó. Mấy bữa trước chị Hai điện đổi đó hả, là tới mấy ngày mới có nữa. Tại hết nước, cái ông kia ông hết nước đó, rồi cái ông không có nước đem vô á. Có bao giờ mình lo là vài ngày tới mà nếu như mà nắng kéo dài hơn một tháng nữa thì ở đây không còn giọt nước nữa không? Bởi vì xài đang ấy đó, đang sợ đó. Chung bây giờ mà không có nước ở đây nó khó khăn quá, bức rứt lắm. Nhà tắm vệ sinh này kia nọ mình không có, giặt đồ cũng không có, khó chịu. Ý là hôm nay đây là nước có đổi gì đó mà còn ấy, đổi làng anh tính đi cỡ hai tầng, là hai tầng đổi là ba khối đó, anh nghĩ đi, ba khối hai tầng 300 ngàn. 300 ngàn tiền nước rồi đó, trong vòng bốn, trong vòng một tháng đó, là anh tính đi cả triệu tiền nước. Mặn thì ở đây cũng bấp bênh, có lúc nhiều lúc ít, cũng chừng rồi con cái ăn học nội tiền nước không nhiều đó, thấy là thấy cực quải. Ở đây nói chung diễn được mà có cái là nước không, khó khăn. Ăn uống thì mình ăn diễn được, còn không có nước khó chịu. Em có phải đi chợ nước không hay là cứ điện người ta chạy vô? Không, hồi lúc trước á là chợ, đi tới chỗ chợ là lên trên lộ cái chợ xuống. Nhưng mà bây giờ người ta làm lộ bự, người ta điện, người ta là đem lợ. Đem lợ cái người ta câu dây qua, bơm cho mình. Còn lúc trước là cực, nghe lúc trước hả là phải đem can ra đằng trước hứng. Hứng rồi mắc chở cái vô, chở vô rồi xách lên nhà nữa đó. Tại lúc trước cái đường Bình Bệnh nhỏ đó. Ở đây em đi xuống đây là mười mấy năm mà nó dị hoài đó. Quê em ở đâu? Quê em ở Châu Đốc. Dạ hả? Dạ. Có bao giờ nghĩ thôi chuyển về Châu Đốc ở không? Nói chung ở trên quê mẹ em được, bên nhà em cũng kêu về hoài, mà có cái ở đây mình mặn được. Có cái là ở đây không có nước thôi, chứ cũng mình mặn được, ở đây mình mặn. Nói về Châu Đốc là cùng quê với anh rồi. Dạ, anh ở đâu? Anh ở Tịnh Biên. Anh ở Tịnh Biên hả? Em ở ngoài nước Sam. Tịnh Biên là giờ cũng bên ngoài em đó. Vòng vòng cho Tịnh Biên á. Như là gặp đồng hương. Ở đó thì nước ngọt là nói chung ra xài thoải mái. Dạ đúng một rồi. Một khối thì chỉ có dọn dãn là chừng 6.000-7.000 nha. Dạ. Thì đó, từ đó là nói chung ra Kiên Lương thôi. Là cũng có nước rồi, nước ở trên đó xuống đó. Có ở đây thôi. Chỗ mình đó là nó hơi cực là tại gần biển nè, rồi không có điều kiện kéo nước xuống đó. Vậy là gia đình của em ở đây là xài một tuần là hơn một khối nước. Dạ. Hai khối, từng hai khối không? Thì cỡ ba, hai ba tầng là ba khối đó, ba tầng, cỡ ba tầng lắm đó. Cũng từng cũng khối gì đó. Từng khối là mình xài là nhín đó ha. Dạ. Tại mấy đứa nhỏ nó xài nó cũng tắm rửa đó, nó cũng không có tiết kiệm. Sợ. Người lớn còn tiết kiệm chứ. Dạ. Đứa nhỏ cảm thấy nóng nực này nọ thì đi tắm rồi. Dạ. Nên nó đi học nó về cái nó tắm rửa đồ. Vâng. Chưa những nó đi học nữa. Những năm mà mưa mà nhiều này nọ thì gia đình mình có thể dự trữ cái nguồn nước mưa đó, có thể xài chi tiêu cho năm được không? Dạ không có điều kiện để nhiều vậy. À. Tại vì nếu như mà có điều kiện mua bồn nhiều thì mình có thể để được. Là xài được cả năm luôn? Không, nói chung không tới năm đâu. Tại vì em mà để, anh tính đi, là một tháng mình đâu cũng bao nhiêu khối ta? Xài ba khối mà. Một tháng thì bốn khối. Cỡ ba, không, sáu khối thì... Một tháng là nó bốn tuần thì nếu mà mình xài nhín thì nhà bốn khối. Nhà tú xài nhiều mà. Dạ. Đông người nữa. Tại mấy đứa đông, với có khách nữa. Nên là mấy chú là... Hút Nam rồi xuống đó. Cái ngôi nhà bên hông á là có dây leo mà bây giờ dây leo nó khô luôn kìa. Thấy không? Khô mấy tháng nay trước Tết lận á. À. Không có nước tưới rồi dây leo nó khô luôn. À, dây này là dây gì? Mớp anh. Mớp.
Dạ. Mình trồng để ăn ha. Dạ em trồng mùa mưa á, tại vì mưa cái mình khỏi cần tưới, cái em cứ trồng xung quanh vậy đó, cái bò lên có ăn. Dưa leo. Bây giờ không dám lấy nước để tưới dày đúng không? Mình không có xài nữa đâu mà có tưới. Chị khi mình vô cơm á, cái chừa lại dưới rửa cá rửa đồ á, tưới mấy cây này thôi, mấy cây hoa đâu nè. Chứ còn mà mấy cái đó thì tưới không nổi. Này đang chợ nước vào mùa hạn hán ngay tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang á cô bác anh chị. Và chú này đang phải truyền một cái ống dây khá là dài để bắt qua một cái con kênh ha. Kênh này là kênh nước mặn nha cô bác anh chị. Đây. Rất là nóng luôn. Thời điểm miền Tây bây giờ là cô bác anh chị chỉ mới có 10 giờ thôi mà nhiệt độ bây giờ là 31 độ C rồi. Chuyện nước ha, chuyện dây ha anh. Trời ơi, chuyện ống nước dài lắm. Trời ơi. Này là chở lâu chưa? Mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi đó hả? Năm nào cũng chở vậy hả? Năm nào tháng hạn này không phải chở rồi. Dạ hả? Ở đây không có nước nè, không có mưa. Ừ. Là mình chở 100 ngàn vậy là mình phải tự truyền dây luôn. Tự mình làm hết, người ta tới nhà người ta thôi. Ừ. Đó, đây có ông anh đang khói nước ha anh? Khói à? Anh đang kéo dây từ cái bệnh ngoài trước là truyền đường dây vô tới nhà luôn ha? Đúng rồi. Từ ngoài xe vô tới đây luôn. Chứ cái xe không thể qua cầu được. Qua không nổi, xe này chạy qua không nổi. Xe của anh là chỉ chở lần đường khói hả? Khói à, khói à. Trời ơi. Móc hả? Phan để chạy lấy móc. Chứ không thôi nó tuột á anh. Trời ơi, mừng nước. Gặp nước mừng như là mừng. Hơn mẹ này. Là gặp vàng nữa đó. Rồi nay đâu rồi? Anh hai em anh đi làm biển rồi. Chở lấy nước xa không anh? Em có rạc rẽ gì đâu. Dạ. Chồng em không kéo không làm không à. Ôi trời. Chồng em giờ nó đi làm rồi, nó kêu là em ở nhà anh đi em ơi. Em đi, anh ở nhà anh buồn quá, anh đi thôi, em ở nhà đi. Sáng đi chịu vô mà. Không, nay đi xuống tới Cà Mau rồi. Ủa anh, mỗi ngày vậy là anh chở được bao nhiêu khối vậy? Tháng này chở bữa cũng 7-8 khối à. 7-8 khối hả? Ừ, mà tháng này lấy giếng ngồi cũng hết nước rồi. Giếng cũng khô nước rồi. Dạ hả? Mình lấy một khối vậy là bao nhiêu tiền? Lấy một khối cũng 20 ngàn rồi đó. 20 ngàn? Mà chở xa lắm, chở từ đó vô đây mà. Coi vậy là cỡ 4-5 cây số à. Nghe nói là người dân là kêu chở nước là đôi khi không có nước chở luôn hả? Tháng hạn này không có nước mình lấy mà chở đó chứ. Cái giếng mà đến chỗ chở đó xa không chú? Dạ, từ đó ngoài cũng khoảng 4 cây à. Và cái giếng nó gần cạn luôn rồi. Rồi, không có mưa này thì cũng cạn nước. Lấy hoài, ngày nào cũng lấy hết thì cạn à. À. Sắm cái xe này để bơm nước lên bồn rồi để chở. Ừ. Cái xe này đầu tư là hết nhiêu tiền đó? Cũng vài chục triệu thôi chứ đâu nhiêu. Ôi trời. Có cái nghề gọi là cái nghề mà bơm nước. Đúng rồi. Lạ hơn một đồng. Đúng rồi, chế cái xe nè. À, có cái máy bơm luôn. Có bao giờ bơm thiếu khói không? Không, rồi à, thông này đúng à. Hôm này đúng hả? Đúng 1000 lít đó. À, cái này có số nè, 1000 lít nè. 1000 lít đi. Ờ. Anh ở Đồng Tháp hả? Ở An Giang. An Giang. Trời trời. Cực lắm nha cô bác anh chị, để truyền nước mà nguyên một khối qua sông chứ khoảng lắp dây đồ luôn chắc khoảng cả tiếng hả anh? À, không tới đâu. Ồ, quá nhiều dây ống luôn. 75. Ở trên xe này thì 75 thước. Theo con thấy là có hai cái máy. Có cái motor nữa kìa, motor đó là mình bơm nước đi hay sao? Motor đó phải có điện mới được. À. Cái nào không có điện thì mình giật máy. À, tức là dự trữ chỗ nào có điện thì xài motor. Ừ. Nói vậy cho 100 ngàn một khối vậy chứ lấy 20 ngàn rồi, tiền xăng. Rồi tiền chạy bơm vô rồi tiền dây nó cực hơn. Đúng rồi, tiền công nè, lôi ống nè. Còn mình tự làm thôi chứ không ai đâu có lời đâu. Dạ. Chở nước nữa, đang có người điện chở nước nè. Hay lắm, lấy khối nữa ăn. Trời ơi, biết rồi. Nghe 100 ngàn thì hơi nhói cho người dân nhưng mà cũng vẫn xứng đáng đồng tiền để cho người dân xài 100 ngàn, đúng không em? Đúng rồi anh. Tại vì cái công, cái cán này mình, khi mà mình chia sẻ như vậy mình mới thấy được cái câu chuyện nó thật như thế nào. Để lấy móc vô.
Ừ. Chưa lấy móc. Chưa lấy móc. Hai anh em mình mà nãy giờ đi cũng rất là mỏi chân. Bây giờ mới giật mới nước vô nè. Mỗi ngày là chỉ chạy được 7-8 khối thôi, 7-800. Thì lời chắc khoảng được khoảng 300 ngàn mà cực lắm. Ừ. Tới đây chưa đủ đường ống nữa nè. Có bao giờ là thiếu dây vô nhà ta không? Không thiếu đâu, mình có đổ rồi biết rồi. Dạ. Trời ơi. Chạy qua cổng này luôn. Chạy được nhưng mà phải có người đẩy tiếp. Quá cực. Bây giờ ở đây dân đây làm chân nào ai đâu đẩy tiếp. Nè lấy móc luôn. Có mình cột vô cái ống hả anh? Ờ, biết cột không? Chút xíu cột đi. Có biết cột không? Không biết cột thì nó chạy ra cái ngoài. Cái này nó vậy nè. Nó vậy nè, cái mình đòn vậy nè. À. Rồi, đó, giờ tới đây tới đâu mình xuống tới đó nè. Đúng rồi, anh chỉ em thì em mới biết chứ. Rồi. Rồi em đi vô. Đi trước đi. Tôi còn nói đoạn này nữa rồi, đầu tôi mới nổ máy. Cho chú nói đoạn ống nữa cả nhà. Thì đầu chú mới nổ máy mới bơm ra. Nóng quá nè. Quá vất vả. Cái cảnh này hồi đó giờ mới thấy luôn anh Đồng. Đúng rồi. Xứ này nó cái nguồn nước ngọt nó không có vùng biển mà. Nhưng mà ở vùng này người ta không có đào, không có phan cái nước được mà nó không có nước ngọt đó. Dạ. Có người ta phan rồi. Và cái cảnh này thì theo những cái hàng năm trước thì có những cái cảnh này diễn ra không chú? Hay là chỉ là trong năm nay thôi? Cũng mấy năm qua rồi chứ, đây mà hồi nào giờ nếu mà tháng mưa người ta có bồn để chứa người ta xài được lâu, phải không? Còn qua tháng hạn này rồi thì xài hết nước mưa rồi thì phải chịu đi kiếm đổi vậy nè. Làm cũng vất vả quá hả chú? Lấy từ đến cái hồ rồi mới bơm vô rồi chở đi đến nhà bơm. Bơm xe rồi sao mới chạy về đây mới đổ bơm trở ra nữa nè. Chú được mấy chiếc xe giống vậy? Con chiếc á. Con chiếc một hả? Ừ. Chiếc một mà trang bị hết này là khoảng nhiêu tiền? Chiếc này thì đâu có nhiêu tiền đâu. Chiếc làm thô sơ mà đâu có gì. Tính ra nếu mà chú chế cái chiếc xe đến thời điểm hiện tại này chắc cũng mười mấy 20 năm rồi nè, dởm xe thấy mục hết rồi nè. Phải không chú? 20 năm chưa chú? Chưa đâu, mà đường nó cũng mục lắm, mà chở cái nước này nó mau mục lắm. Dạ. Nước mặn, có khi chở nước mặn nữa mà. Chứ chở nước mặn ở đây dùng nước mặn mà mình chở nước mặn là sao chú? Nước mặn cho mấy cái vựa người ta làm đồ biển đó. À. Làm lụa, làm... Người ta nuôi biển, à. Người ta nuôi để bán hải sản. Không, người ta đóng thùng, người ta gửi đi á. Dạ. Mất đâu cũng vậy, sao nước mặn á. Dạ, tôi biết rồi. Rồi bắt đầu nổ máy á. Rồi nổ máy. Coi xăng còn đủ nhiều không? Còn xăng không? Mỗi ngày là tốn mấy lít xăng lên chú? Thì nó bơm nhiều ít. Châm xăng vô. Xăng vô. Mỗi lít xăng giờ cũng 20 mấy ngàn nha. 25 ngàn. Một à. Cái một cái một khối nước này là mình tốn cả bao nhiêu xăng hả chú? Xị xăng không? Chắc cả xị thôi. Dạ. Xị xăng thì hết khoảng gần 10 ngàn rồi. Đúng không anh? Đúng rồi. Xăng 26 ngàn lít rồi. Cái cảnh miền Tây khổ. Trời ơi. Ê, nước chảy chưa? Đó, có nước rồi, có nước rồi. Nước đã về đến buôn làng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua anh kia nha. Đi mình chạy theo nguồn nước nè. Cái ống dây này qua từ đây qua nó khoảng 300 lít ha. Ở 300 mét. Trời ơi trời, cái cảnh người dân mà. Khi mà cái đường dây này có nước là cái ống nó rất là cứng nè cả nhà. Khi mà mình đạp lên này cứng ngắc luôn à. Cái lượng máy mà nén đó thì cái ống cứng ngắc à. Nước đã vô bồn rồi. Rồi, có nước rồi cha ơi. Vui không?
chạy rồi đó, đang chạy đó. Dây đâu, dây đâu? Có nước rồi, có nước rồi. Đôi khi là phải gọi 2-3 ngày mới có. Ừ, đúng rồi. Lên chưa? Chạy rồi. Đâu? Đang chạy đó. Chưa? Chưa, 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 chưa. Chưa hả? Chưa, chưa, chưa. Xúc dây rồi, xúc dây đằng kia rồi. Trời ơi, ê. Ông gắn đằng kia xúc rồi. Xúc dây rồi. Kia đằng đẳng hả? Ông đẳng xúc rồi. Rồi, 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 xúc dây rồi. Lỗ khối rồi. Rồi, xúc dây rồi. Trời ơi trời, chạy nước cũng gặp sự cố nữa. Chút dây thì có ông anh đem cái thùng da hứng ra. Sao leo lên trời, hồi hồi luôn cái thang nhìn chữ A hồ. Ừ. Sao lên lên chưa cháy? Chơi. Đưa cái thang cho chị. Em coi cho, em leo lên em coi cho. Cái bồn này thì chị cho nó đầy tí rồi chị đưa qua bên kia. Cố là sức dây ở ngoài đó cả nhà. Trời ơi. Được chưa cháy? Lên chưa? Cho em coi coi, cho em leo lên cháy. Cháy ơi, cho em leo lên coi nước coi. Chưa bao giờ gặp nước mà mình thấy nó quý như thế này luôn á. Đâu, cho em lên này. Bây giờ bơm cái này cho nó gần đầy rồi chị đưa qua bên kia. Tại vì hôm qua chị cũng có mới bơm khói á, để xài đỡ. Chảy rồi. Hôm qua đừng khói bên này, đừng khói nữa. Đó nghe tiếng gột gẹt. Rồi, mừng quá. Nước rồi. Nước đã dày đến buôn làng. Cái cảm xúc khi mà có nước vui không mà cháy? Vui chứ trời ơi. Ta cho tiền không ham mà cho nước là ham lắm à. Mừng lắm á. À. Hả? Cho tiền không mừng mà cho nước mừng lắm. Thôi hả? Cho nước là mừng hết vía luôn á. Trời ơi.